Z mới về nha anh em ơi, đẹp quá. Ồ, cái combo này đúng là combo 7 màu nè, coi zin nha anh em, nhìn màu đẹp ha, giống như là cổ titan luôn, mà coi zin mà giống như cổ titan luôn nè. Cái bô móp ha, lỗi nè, mỗi cái xe cũ gì ha, nó mang trên mình một vết sẹo theo thời gian thôi anh em ơi, do người chủ trước người ta xài ta để lại ha. Mình cứ coi xe thôi, thích thì mình chơi à, còn mình có điều kiện thì mình chơi cái này ngồi gài này, còn không có điều kiện thì mình xem, mình thả tim, mình like cho anh em ha, follow kênh, đăng ký kênh là ủng hộ à, đẹp ha. Con này áo zin luôn á, con này chỉ thay lại bộ tem, tem zin nó chạy chạy chốc chốc với nó bị phai phai á, thay bộ tem hãng lại anh em ha. Hãng nó bán đầy đủ ba cái đồ này. Honda nó được cái là nó hay là chỗ đó, bởi vì nó ăn các hãng như Suzuki này cái đồ, với mấy các hãng hãng SWM này cái đồ ha, mấy cái hãng đó bảo trì bảo dưỡng với mấy cái phụ tùng phụ kiện sau sử dụng rất là khó, còn Honda này họ làm rất là tốt cái vấn đề bảo trì bảo dưỡng sau sử dụng, bởi vì xe cũ của hãng Honda thường là nó có giá trị theo thời gian hơn với các hãng khác cái này ha. Cầm kiếm mà đẹp quá, lên máy cho anh em nghe nha. Con này cái máy miễn bàn đó nha anh em, máy đặc trưng luôn, ghê chưa. Nó còn cái độ gít 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 của cái đặc trưng con Z-X đó nè ha. Đó, cái zin mình cầm ra mình nẹt cái dòng này biết liền. Cái dòng này đặc trưng là một là cái nồi đó, nó đá rất là lớn, tiếng đá đó, thấy không. Cái thứ hai là nó khè cái bánh tăng cam á nè, cái sinh cam á, nó nói chung là cái bộ phận cam nó hơi khè, nó nghe rất là, nghe ban đầu á thì nhiều khi mình mới tiếp xúc thì mình chơi, nhưng mà nghe quen á nó rất là thích, nó giống như kiểu là cái tiếng đá nồi bên kia vậy đó. Còn anh em nào mà mới chơi hoặc là mới chưa biết chơi thì sao mà xe kêu này không phải đâu, đặc trưng nó vậy đó, hãng nó làm đó anh em nghe tiếng xè nhẹ không, trong ZX có tiếng là tiếng đặc trưng đó. Hoặc là cả mà mấy thằng Alpha mà đầu 50 rồi nó cũng vẫn giống vậy đó. Ngày đầu 51 ZX vẫn có đầu 50 nha anh em, 50 51. Alpha lớp trắng chữ thẳng nó cũng vẫn có đầu 50. Xe này đẹp quá, chống dựng này kia rồi phép đấy, còn zin nguyên bản chân, chưa có thay, chưa có sơn bắn gì đâu ha. Tôi cặp đèn cày còn zin, cặp đèn cày này zin chưa dập đó, nhưng mà cái chắc còn lại nó thì cũng hơi chạy anh em ha, chạy tới phai mấy chỗ này, chắc anh em ta chủ xe chấm nó kỹ á. Nhà mình cũng vậy, ví dụ cái xe mình thấy nó nổ hơi á nè, chiếc nào cũng vậy, tại vì nó biết rồi, xe từ 2 đến 5 tới giờ nó rất là lâu rồi đó. Trường hợp ví dụ nó nổ, người ta kỹ đây, người ta anh em phải vệ sinh ra đó. Anh em vệ sinh, nếu mà anh em kỹ anh em lấy nhắm bệnh, anh em trà ra cái đầu, anh em quét giống gì để đừng cho nó phá nữa ha. Còn như người ta xài không biết, anh cứ bỏ lãng qua là nó sẽ phá thì một thời gian, giống người như mình vậy thôi. Đó. Giờ yếu chỗ nào thì phải trị chỗ đó vậy đó. Hồi trẻ thì chơi môn thể thao theo cái sở thích, theo cái đam mê. Còn ngày lớn thì điều kiện sức khỏe này kia đâu cho phép đâu anh em ha. Ví dụ như tầm cho phép 40-50 tuổi, anh em 4X rồi kia rồi thì đá banh đá bóng chạy gì nổi, gân cốt khớp gối khớp này kia đâu. Đó, rồi chưa đến trường hợp anh em chấn thương đó, thì nó đâu phù hợp cho cái môn bóng đá, môn thể thao nặng đâu. Đó, chuyển sang là yoga hay là môn thuyền đó, hay là ví dụ như đau xương sống này kia đồ anh em ha, anh em đá bóng rồi kia đồ, cái sức nặng nó dồn vô cột sống mình đâu phù hợp cho cái môn thể thao nữa đâu, đau cột sống rồi bắt buộc phải chuyển qua cái môn thể thao trị liệu cho bản thân mình đó. Đó, như bơi lội, yoga, thuyền này kia đồ, xà đơn nữa ha. Máy im quá, máy chuẩn. Con này
32 triệu bao hồ sơ nha anh em. Đẹp quá. ZX là chỉ có mỗi thắng đĩa nha anh em ha. ZX không có thắng đùm nữa. Chỉ có mỗi thắng đĩa. Và ZX này là một phiên bản duy nhất trong năm 2005. Nó bởi vì cái dòng đời của nó chỉ có một năm, thành thử ra thị trường ZX này đẹp ha, rất là ít, bởi vì nó rất là có giá trị theo thời gian anh em ơi. Ở đầu bò nó đẹp nè anh em thấy không, nắp cam xúc bắp cam cò chưa chỉnh mở, bởi vì cái độ khè 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 theo cái dòng đặc trưng của nó vẫn còn ha. Bởi vì á, khách nói gì cũng dặn, cũng chia sẻ cho anh em luôn, nhiều khi anh em đi coi xe nó đừng có chơi vậy nha, đừng có chơi sao mà nó xè xè sim cam á, không phải đâu nha, đặc trưng nó vậy đó, mình lưu ý á. Hoặc là anh em ở nhà mình có cái ZX mình mới mua, hay là ai cho tặng gì đó, hay là mình mua đó, mình lên mình chạy hoặc là mình thử máy, mình nghe phát hiện cái tiếng đó thì anh em đừng có nản mà bán, hay là nói sợ sau là nó bị gì bị nọ nha, bình thường đó, đặc trưng của dòng mà, mỗi dòng xe nó có đặc trưng riêng ha. Rồi các thấy con xe này 32 triệu là quá hợp lệ anh em, nó đẹp ha, cái mẫu quay nhỏ mà thắng đĩa này nhìn tê, đẹp theo thời gian, đẹp hoài ha, quá trời cái máy chuẩn rồi, con này máy chuẩn đó, cái tiếng thời gian còn. Ví dụ như anh em muốn, anh em mà điều kiện tới đây thì em vẫn có hai mấy triệu nè, với tiếp mình còn tới ba xe nè anh em đó, mấy con này có biển sẵn hết trơn, quay nhỏ nè, còn quy một dãy luôn năm đấy. Con này lốc đen 22 năm ha, con này cũng lốc đen 26 năm đó, đủ giá ha. Này là lốc trắng nè 24 năm nè, cái này lốc trắng 26 năm nè, màu đỏ cờ 204 à, cái này ZX ha đó. Ngoài ra còn có quen 100 thái, quen 110 đó, anh em đam mê mẫu nào thì alo ủng hộ khách nha. Đó, rồi chốt giá con này 32 triệu cả hồ sơ cho anh em luôn, xin nguyên bản cả áo sống này kia, có chỉ có tem tiết rồi dán thôi ha, dán thêm hãng này quá đẹp rồi. Cảm ơn em.